Alo, xin chào mọi người. Có ai ở mạng không ạ? Vâng, chưa thấy có ai cả. Vâng. Như đã hứa với các bạn, hôm nay Đăng Phạm tiếp tục làm cái clip thứ hai. Vâng, chào tất cả anh chị em, cô, chú, bác ở trên Facebook. Chào anh Tướng Đặng, chào mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui và đoàn kết. Hôm nay chủ đề của Đăng Phạm muốn nói với mọi người vẫn là chủ đề cũ. Chủ đề Hội nghị Thành Đô 2020. Nhiều các bạn đã biết rồi, nhiều các chú cũng đã biết rồi. Thế nhưng hôm nay Đăng Phạm vẫn nhắc lại vì nó liên quan đến vận mệnh dân tộc Việt Nam ta. Trước hết, Đăng Phạm giới thiệu sơ qua một số về Hội nghị Thành Đô được ký kết ra sao và nội dung có được công bố hay không và được ký kết vào ngày tháng năm nào, do ai ký kết. Hội nghị Thành Đô, Mật ước Thành Đô được ký kết vào 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9 năm 1990. Mật ước Thành Đô này được diễn ra tại Trung Quốc. Nội dung thì trong nội dung ký kết, bản ký kết hợp đồng thì giữa hai bên, kể cả Trung Quốc và Việt Nam, hai bên vẫn giữ kín, chưa được công bố. Bên phía Việt Nam ký kết cái hội nghị Thành Đô này, mật ước Thành Đô này gồm có 3 người. Thứ nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thứ hai là Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười. Thứ ba là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng. Ba người này đã ký kết những gì với phía Trung Quốc, nội dung trong đấy không ai được biết. Hiện đến bây giờ cũng chưa ai có thể biết là trong cái mật ước đấy đã ký kết những cái gì. Giang Phạm xin nhấn mạnh là đến tận bây giờ. Tại sao Giang Phạm hôm nay lại nhắc đến cái mật ước này? Vì nó liên quan đến năm 2020 của Việt Nam ta. Nó quan trọng đến vận mệnh dân tộc Việt Nam. 2020 cận kề, chỉ còn 3 năm nữa. Chỉ còn đúng 3 năm nữa. Thời gian không đợi dân tộc ta. Thời gian không đợi chúng ta. Chúng ta phải làm gì để giữ được dân tộc? Đấy là câu hỏi chung mà ai cũng muốn có câu trả lời. Hiện tại tất cả các nhóm ở trong nước, ngoài Bắc, trong Nam, miền Trung đều chưa về một mối, vẫn còn rời rạc, đánh phá nhau. Các hội nhóm chưa dẫn đến được một cái điểm chung, chính là gạt đi cái tôi nhỏ bé, cái tôi trong mỗi người, mỗi nhóm. Vâng. Xin cảm ơn các bạn. Cái tôi đó quá lớn, đâm ra thành ra là mọi người ai cũng cho rằng mình là nhất,
mình là nhóm của mình giỏi nhất. Vì vậy cho nên dẫn đến chúng ta chưa có một cuộc cách mạng. Giang Phạm muốn nói cuộc cách mạng của dân tộc. Ai cũng lo cho hội nhóm của mình được tốt. Một số các hội nhóm cũng đã làm việc cũng rất tốt và một số hội nhóm cũng làm việc cũng chưa được tốt lắm. Nhưng Giang Phạm muốn nhấn mạnh một điều rằng chỉ khi nào các bạn, tất cả các hội nhóm, tất cả các bạn gạt bỏ cái tôi trong mình đi, ngồi chung vào một bàn, chúng ta đặt lên bàn vận mệnh dân tộc hơn hay là lòng tự trọng của mỗi con người hơn. Khi nào các bạn, các hội nhóm gạt đi được, lúc đó chúng ta ngồi chung một bàn nói chuyện với nhau, thì lúc đấy Đảng Cộng sản mới sợ chúng ta. Còn không thì chúng ta cứ rời rạc như bây giờ thì không bao giờ có được một cuộc cách mạng. Giang Phạm khẳng định một điều như thế. Tất cả các hội nhóm ai cũng lo lợi ích cho mình. Vì vậy, ai lo cho dân tộc? Ai lo cho nhân dân? Không có ai hết. Nước cạn thì bèo chết. Thuyền chìm cả dân tộc cùng chìm. Đấy là câu mà Giang Phạm muốn nói với các bạn rằng không nhanh, thời gian không đợi chúng ta nữa, và hơn bao giờ hết, chúng ta ngay bây giờ bắt tay vào cùng nhau lèo lái con thuyền dân tộc. Vâng. Giang Phạm hôm nay cũng đỡ run rồi vì có rất nhiều các cô chú, anh chị em và các bạn động viên chia sẻ những cái kinh nghiệm cho Giang Phạm được biết. Xin thưa với các bạn, Hội nghị Thành Đô năm 2020 sẽ xảy ra và hiện tại đang dần dần bị cô lập, Việt Nam ta bị cô lập. Không một nước nào muốn giao thương với Việt Nam ta, kể cả về thương mại, văn hóa, tất cả. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có dựa vào tàu. Và hiện nay, Nguyễn Phú Trọng đã sang Trung Quốc ký kết thêm 15 văn kiện lỗi và không biết có thêm những văn kiện chìm gì nữa không. Nhân dân chúng ta đều không được biết, đúng không ạ? Nhân dân chúng ta đều không được biết. Không ai có quyền được biết những cái đấy. Đảng Cộng sản chỉ nói chung chung là về văn hóa, kinh tế, giáo dục và một số nữa. Hiện nay các bạn thấy đấy, tổ quốc của chúng ta đã rất là Giang Phạm muốn nói rằng là gần như là loạn. Nhất là
về vấn đề an ninh xã hội, về những vấn đề đấu tranh an ninh xã hội không được bảo đảm, luật pháp không được tôn trọng. Quyền làm người, quyền làm công dân, quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân không có. Đó là từ từ khi đang và nhớ rằng năm nay là 82 năm cho miền Bắc và 42 năm cho miền Nam, từ khi Đảng Cộng sản cướp chính quyền, cướp miền Nam, thì đến nay dân tộc Việt Nam chìm đắm trong đau khổ, càng ngày càng bất công, bất công càng tăng cao, mọi thứ đều không được như 42 năm về trước của miền Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản chỉ là một đảng cướp chính quyền, ngơ ngáo. Không. Không lo được cho dân. Không lo được cho người dân được cơm ăn áo ấm, cơm no áo ấm. Không lo được các về vấn đề cầu đường, y tế, xã hội, dân sinh, tất cả mọi thứ hiện nay đều lát bét. Vì vậy, chúng ta sẽ suy nghĩ gì khi để mãi một cái đảng cộng sản cầm quyền, chỉ biết ăn hối lộ, tham nhũng và bóp nghẹt thỏ người dân chúng ta. Chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản được cai trị bởi côn đồ và công an. Vâng. Quay lại hội nghị Thành Đô. Vâng, cái nội dung của hội nghị Thành Đô đến tận bây giờ vẫn chưa ai được biết cả. Vì vậy, nhất là các cô chú ngoài Bắc và các bạn ngoài Bắc, hãy vào và vào Google, vào YouTube, trên mạng Facebook. Forbes đưa rất nhiều những hình ảnh về hội nghị Thành Đô, các bạn nên tìm hiểu nếu như là không tin là thật. Giang Phạm bảo đảm với các bạn, Giang Phạm đang nói với các bạn ở trên này là 100% là thật. Giang Phạm đảm bảo với lời nói của mình, nói ra. Vâng. Có vấn đề gì các bạn sẽ inbox cho Giang Phạm sau. Vâng. Giang Phạm xin nói tiếp về vấn đề ở đây. Vậy, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười. Ba người này phải chịu trách nhiệm. Chúng phải chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế về cái hội nghị mật nghị Thành Đô này. Trước tòa án quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn bao lâu nữa, chúng đang loạn. Vừa rồi Giang Phạm có đọc một bài báo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã sang Trung Quốc bắt tay với quân đội Trung Quốc.
có nghĩa là hội Mật Nghị Thành Đô sẽ tiến triển nhanh hơn dự định. Sẽ không phải là 2020 nữa mà sẽ tiến nhanh hơn dự định. Vì vậy, các cô chú ngoài Bắc, các cô chú ngày xưa đã bị Đảng Cộng sản xúi giục, nhồi sọ đi vào trong Nam. Quân ta đánh quân ta, anh em tương tàn đánh nhau. Đến bây giờ các cô chú ngoài Bắc giải phóng, các cô chú nhìn đất nước ta như thế nào? Như một loài cám lợn thiêu. Vì vậy, các cô chú ngoài Bắc hãy đoàn kết cùng với các anh chị em trong miền Nam, trong Đà Nẵng. Các cô chú hãy suy nghĩ về những gì cháu nói. Cháu là một người trẻ sinh ra sau năm 1975, được lớn lên dưới mái trường chủ nghĩa. Cháu cũng bị nhồi sọ y như vậy. Từ khi sau khi cháu sang Hàn, cháu bắt đầu so sánh cuộc sống. Tại sao? Nam Hàn là một nước rất chi là nhỏ, bị chia cắt bởi Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên là Cộng sản. Nhưng họ, tại làm sao họ giàu có, và người Việt Nam ta cứ phải ùn ùn qua bên Hàn để làm nô lệ cho họ. Vì sao? Ở trong nước vẫn cứ chửi là Hàn Quốc bám Mỹ. Vâng, người ta bám Mỹ. Người ta bám Mỹ nhưng người ta vẫn giữ được đất nước, vẫn giữ được văn hóa, vẫn giữ được chính trị và không mất một tấc đất nào. Trong khi đấy, Đảng Cộng sản bám Trung Quốc. Thì chúng ta đã mất những gì? Theo Phạm kể cho các bạn nghe, chúng ta đã mất đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mũi Cà Mau, tất cả các sân bay, gần như sân bay Long Thành đã bị chia lô, thuê đất. Xin lỗi các bạn một chút. Vâng, xin lỗi các bạn. Chúng ta đã mất cột mốc biên giới ở Lạng Sơn đã bị nhổ. Các bạn ngoài Bắc phải biết được điều này. Và hiện nay, công ty Formosa của Trung Quốc vẫn đang đầu độc dân miền Trung, nhất là tỉnh Hà Tĩnh. Làm biết bao nhiêu dân khổ sở, mất việc làm, mất mất tất cả. Phải bỏ nhà ra đi. Quay lại về Nam Hàn, Nam Hàn. Nam Hàn bám Mỹ, người ta không có mất gì cả, người ta vẫn giàu có. Và người ta vẫn đàng hoàng, không mất một tấc đất nào. Người ta vẫn giữ được văn hóa, kinh tế, chính trị ổn định. Và hiện nay, Nam Hàn được sánh ngang với Nhật, Pháp, Mỹ. Ở trong nước, chúng ta không có hiểu được rằng đánh Mỹ là chúng ta đã sai lầm. Vâng, Giang Phạm khẳng định một câu. Ngày xưa các bạn, ngày xưa các cô chú ở ngoài Bắc đã thật sự sai lầm.
cái sai lầm đấy. Cháu không muốn các cô chú tiếp tục từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác, và kể cả con cháu các cô chú nữa. Vì vậy, cháu muốn nói lời thật từ tận trái tim mình cho các cô chú biết được sự thật mãi mãi vẫn là sự thật. Giờ đây, Tổ quốc của chúng ta, nhất là Đảng Cộng sản lèo lái dân tộc, dựa vào gần như 90% vào Trung Quốc. Giang Phạm giả định một điều rằng nếu như một trong hai cái đập thủy điện lớn nhất trong Sài Gòn, cái đập thủy điện bị cắt điện, toàn dân Việt Nam tê liệt. Vì vậy, các cô chú ngoài Bắc hãy suy nghĩ lại và hãy ngồi chung bàn. Cháu xin nói lại, chỉ khi nào chúng ta nắm tay với nhau thì lúc đấy Đảng Cộng sản mới ăn không ngon ngủ không yên. Còn chúng ta mãi mãi rời rạc như thế này thì không có một cuộc cách mạng nào, và lúc đấy nhập Hán. Nhập Hán rồi, dân Trung Quốc, chính dân Trung Quốc cũng đã phải chạy ra khỏi đất nước họ. Trong khi đấy, Đảng Cộng sản đưa cả dân tộc Việt Nam vào cái thòng lọng. Vâng. Có bạn nào muốn hỏi gì thêm nữa không ạ? Giang Phạm sẽ nói thêm một chút về cái vấn đề Formosa. Hiện nay, công ty Formosa vẫn đứng trình hình ở Việt Nam và vẫn tiếp tục xả hàng tấn tấn chất thải ra biển của chúng ta. Không những 70 năm sau mà 100 năm sau vẫn chưa hồi phục lại. Dân miền Trung, nhất là Hà Tĩnh và các tỉnh giáp lân cận rất chi là khốn khổ. Vì vậy, hãy dùng Formosa làm bàn đạp. Chúng ta cùng nhau lèo lái con thuyền dân tộc. Nhé. Lời cuối cùng cũng sắp hết một năm, Giang Phạm kính chúc toàn thể các cô chú, anh chị em trên Facebook một lời chúc mạnh khỏe và đoàn kết. Giang Phạm xin hết. Và cuối cùng Giang Phạm sẽ gửi tới các bạn một bài thơ mà Giang Phạm đã làm cách đây 2 năm rồi. Trong Facebook của Giang Phạm vẫn còn. Hỡi dân Việt, những ai còn ngái ngủ, hãy dậy mau nghe tiếng gọi non sông. Hãy dậy mau nghe tiếng nói trong lòng, cùng chung sức chung tay ta gánh vác. Từng tấc đất của Sơn Hà xã Tắc, 5.000 năm tiên tổ đã dựng xây, đến hôm nay giặc Trung Cộng xéo dày, sao ngoảnh mặt làm ngơ cho chúng cướp. Không thể nào cho những tên cướp lướt được tự do đem công sức tổ tiên bán qua Trung để giữ đấy lợi quyền. Hãy vùng dậy giữ cơ đồ nghiêng ngả. Xin hết và hẹn lại gặp ở clip sau. Xin chào.